sẽ đi vô nhà sách này để tìm bộ sách dấu ấn hòn da. Chưa có tập 1. Bây giờ Trinh sẽ lấy nhà sách đây từ tập 2 đến tập 5 và sẽ đi nhà sách khác kiếm tập 1. Đã mua được có từ tập 2 tới tập 4 mà bây giờ sẽ đi nhà sách khác kiếm tập 1 nữa, gom lại chuẩn bị về nhà đọc thôi. Hôm nay Phi Như đến câu lạc bộ toán để làm sinh hoạt cuối khóa để làm kem rồi mấy bạn ở trường ở lớp. Ngộ ghê, nhà có bánh kẹo thì không ăn dưa hấu, thì không ăn đi lên trường thì ăn giống như là gì vậy đó. Nhà một tủ dưa hấu luôn không ăn. Hôm nay cuối tuần được giao nhiệm vụ dẫn mấy bạn
công chúa hoàng tử đi ăn đi chơi. Dặn cái băng lâu le lục lạc này đi rất là mệt, rất là khổ. Mỗi lần kêu ăn là giống như là áp lực lắm. Cho ăn mà giống như là bị ép buộc vậy đó. Đây là những một món banh chan ăn kèm nha tí, hiểu không? Người ta cho mình ăn kèm á, ăn là phải biết thưởng thức nha. Đây là món Hàn Quốc nha, bỏ đũa xuống đó, thấy chưa? Xin nói nghe hay chấp không? Khi nào được có đồ nướng ra thì ăn. Chẳng là mấy bạn rồi ăn thịt bò, nhất là bạn cục mỡ này rồi ăn thịt bò, và mấy anh này cũng rồi ăn thịt bò nướng. Nên theo yêu cầu là sẽ đi ăn thịt bò nướng của Hàn Quốc. Cô cười, cô sẽ phục vụ. Đây là cái menu. Đây là menu của quán. một phần này với cơm chiên canh cho mấy bạn nhỏ ăn. Đây là không gian ở quán Hàn Quốc, như đi lấy mì rồi. Mì ở đây được ăn miễn phí, mì gói sẽ được miễn phí. Bạn này yêu cầu là ăn thịt bò. Đây là quầy mì miễn phí. Một lượng nước vừa đủ. Bị Như nấu hả? Nấu cho hành. Nấu cho hành hả? Cái coi mì cay quá em ăn không được nha con. Con lấy mì không cay. À lấy mì không cay đi em. Xong rồi ok nó. Ủa sao Trinh thấy ở cái mì này không cay nè. Đúng rồi, lấy mì đó. Ok nó lên nấu rồi bây giờ mình cho đi. Sao? Ok đi thôi. Cô nấu đi chứ, ở coi nấu vậy chứ. 3 phút. 3 phút hả? 3 phút. Mua mấy này mà đóng mì thử. Đóng mì. Đóng mì. Đi lại kia rồi. Bè xuống chín mì luôn. Dễ lòng nước. Như làm gà làm mì gà. Nóng quá hả? Như ở trong cặp con có, ủa trong cặp có cô có dây thun mang cho con mượn, cho con cầm thun. Ủa trứng hấp hả nè? Nghe nói món trứng hấp này nổi tiếng lắm nè. Đây là món cơm chiên lá sách. Đây là gì á, thập cẩm bò, lòng bò nướng có tteokbokki nữa đúng không? Tteokbokki nè. Cô sẽ nướng này, có con chiên hai bạn thích nữa nè. Canh đậu tương.
nay đi ăn món Hàn Quốc. Ủa Thanh đâu? Thanh đây hả? Thanh vô đây. Canh canh gì em yêu á, đậu gì đó. Mời cô chú ăn nha. Rồi Thanh mời. À, bên kia là món thịt nướng nè, nướng khô nướng nha bạn. Bên này. Ơi ở đây. Bước qua. À, thịt bà nướng đó, cô đang nướng thịt bà nướng cho Thành nữa đó. Kìa, thịt bà nướng kìa. Đó. Cái dĩa này lòng này quá hấp dẫn. Béo lắm. Này mà ăn mùa mưa đâu là sướng lắm nè. Địa chỉ ở quán là 712-710 Sư Vạn Hạnh BBQ. Lòng bà nướng nha, bà chú. Rồi đi giao bằng thờ cho mẹ nữa kìa. Vậy sao không thương? Vậy sao mẹ không thương được? Ủa đất. Đó chưa? Tự đi rút giấy đi đâu bằng thờ nữa nè. Rút gì mà cơn cục giấy ướt chứ con. Ủa lâu rồi thấy chưa? Thấy chưa? Ủa thấy nhỏ tội nghiệp chưa? Thương mẹ chưa? Thương mẹ chưa? Mẹ cười kìa, mẹ nhìn Thành mẹ cười kìa. Mẹ cười với Thành kìa. Con cho Thành bưng cái này hả? Bưng lên cho Thành lâu quá hả? Rồi bưng lên. Ai chịu nổi không? Rồi ba xuống hả? Rồi. Rồi. Rồi đất ơi, không ai sai bill hết á, tự động lấy khăn đi lau vậy đó. Chị ơi. Tủ lau tung cái tủ đó luôn á hả? Rồi lau trong đồ nữa chứ. Lau trong kia chưa? Thấy lau trên này chưa? Anh. Rác hay bông rụng kìa. Thấy lên. Ở lâu chỗ này chưa? Rồi lấy rác lên đi rồi dục thùng rác, lấy bông rụng đi dục thùng rác con. Đúng rồi. Thấy chưa? Nhà này là mấy anh con trai vô vô dụng cho các em thôi. Thôi thấy thằng em nó giỏi không? Thấy không? Thấy thằng em nó giỏi không? Tới thằng đâu? Chặt thở. Thôi rồi cái lâu lên hình cái mẹ ướt nó đang dùng than ướt á. Xô lau vô đá nữa hả? Trời đất ơi. Mẹ quá mà. Dành hết phần giói rồi. Còn giờ đó cho ai? Yeah.
leo từ chỗ này qua tới góc nọ ha, leo từng góc một thấy không? Ừ, lâu tôi lâu bên trong rồi muốn ngồi. Ai giỏi bằng luôn á.